Tối 14 tháng 5, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Campuchia với tỷ số 7-0 và vươn lên dẫn đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành suất đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là Thái Lan hoặc Myanmar. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ở trận đấu với Campuchia, tôi muốn luân phiên cầu thủ thi đấu sao cho hợp lý, để đạt 3 mục tiêu là không thẻ phạt, không chấn thương và có điểm. Những cầu thủ trẻ được thử sức trận này vẫn phải cố gắng hơn nữa, chuyền bóng còn hỏng, giữ bóng không tốt, chiến thuật chưa nhuần nhuyễn. Vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 với 2 trận đấu ở khung giờ 16 giờ và 19 giờ trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.